Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2024 và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2024. Bộ Chủ huy Bộ đội phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới sự kiện này. Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân Bộ Chủ huy Bộ đội phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới sự kiện này. Thông qua lễ phát động, lực lượng biên phòng tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng, kết hợp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động thiết thực diễn ra trong thời gian cao điểm từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 3 năm 2024, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ với tinh thần mỗi người mỗi ngày là một việc tốt mỗi cơ quan đơn vị một công trình chào mừng được gắn biển tên phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan đơn vị qua đó xây dựng cho cán bộ chiến sĩ bộ đội hoàng tỉnh sơn la có nhận thức động cơ quyết tâm thi đua đúng đắn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể cá nhân phân đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa